thêm một clip nữa là cái giao diện Win 10 cho Win 8.1. Thì ở đây thì Win 10 thì nó chưa ra bản chính thức nên mình có thể cài giao diện cho cái Win 8 nhát nhát Win 10. Các có thể thấy đây với cái icon của Win 10 nó được tích hợp vô cái Win 8 của mình. Đây, Win 10 như ta thấy là cái icon mà computer này nó hiện dạng như thế này, và cái thanh star này thì nó là như thế này. Đó. Hoặc mà mình Win 7 thì vẫn còn, nếu các bạn nhấn vô đây nó ra thành star Win, Win 8 đây, mình đưa chuột vô đây đó, nhớ ra thì các bạn cài cái giao diện này vô thì nó cũng không hẳn là một gọi một cái giao diện mà nó nhát nhát như là các tiện ích để giống cái Win 10. Thì nó có tên là Windows 10 Transition Pack này. Đó. Thì nó làm cho giao giống cái giác Win 8 thành Win 10. Thì các bạn nếu mà các bạn chú ý hoặc là quan tâm thì các bạn có thể vào trang web là linkkiện.com, hoặc là các bạn đào trên mạng cũng được, vào phần software và đây Win 10. Đó, các bạn đào về thì đây các bạn có thể thấy được cái thanh star này rất là tiện dụng. Đó, kéo các bạn tìm hiểu thêm một cơ số tính năng nữa, đây là cái terminal này, số tính năng của nó thì cái khi chúng ta đào về và cài thì chúng ta thấy được sự tiện lợi của nó. Thì đây thì mình cũng có cái màn hình laptop của Win 10 trong này luôn. Đây chúng ta thấy này, đây là có hai màn hình laptop này, màn hình thứ ba nữa. Mình làm cái gì trong này á, ví dụ mình mở này lên, nó đang chạy Chrome bên này, và mình xem màn hình một à, nó không có gì đúng không? Đây Chrome này, màn hình 2 này, màn hình 3 này, đấy là có ra ba cái màn hình laptop. Đây ra ba màn hình này. Nhấn như đây giờ đây thì phím tắt của nó là chúng ta có thể thiết lập đây option này, phím tắt này, các bạn có thể nhấn phím control là chọn, mình chọn đây là chọn nhấn phím control với F1, F2, F3, F4 là nó ra desktop 1, desktop 2, desktop 3, desktop 4 này. Là đây mình có 3 desktop, mình desktop 3 này, đó. Desktop 1. Nhấn dưới phím control với F mà chúng ta thiết lập cho nó. Đây, ra 3 desktop luôn này. Mình cho 4 desktop luôn này. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng của nó rất là hay. Rồi các bạn nào quan tâm thì vô link kiểm tra thủ công, vô phần software đeo cái Windows 10 Transition Master này về các bạn nhé.